Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách lắp đặt cái máy cưa cắt cầm tay chạy pin nhé. Thì các bạn mua về nó sẽ có những phụ kiện như này: máy, thân máy này, lá chắn này, sạc pin này, đây là dây này, xích này, đây là pin đây rồi, pin đây. Đây, mua về các bạn sẽ được một bộ đầy đủ như này. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp nhé. Thứ nhất là pin bạn chưa cần lắp vội, bạn để ngoài đi cho tôi. Mình lắp cái xích này đầu tiên này vào cái này này. Ok, sau khi mình lắp được rồi mình để đây, tạm thời cái lá chắn mình để đây. Mình vặn con ốc màu đen ra này, đây nhá, nó có mỗi con ốc đầu màu đen ở chỗ này. Đây, một con ốc đây, bạn vặn ra. Con này lắp đặt rất đơn giản, bằng mỗi con ốc này thôi. Rồi, sau khi bạn lắp rồi thì bây giờ cái xích này bạn đưa vào này, đưa vào chỉ chú ý mỗi cái lẫy ốc này này. Đây, cái này để tăng xích cho nó căng luôn này. Đấy, các bạn để ý con ốc nó thụt, màu trắng trắng thụt thụt ở dưới nhá. Đấy, khớp vào con ốc màu trắng này là được này. Đây, con ốc màu trắng bé bé này, này. Đó, sau khi bạn lắp xong rồi, các bạn lấy ngón tay cái giữ chặt cái này nhá, vặn con ốc bên này để tăng xích cho nó căng lên, để cho nó không bị rơi. Tạm thời mình tăng thật căng, đó, mình căng lên thì nó sẽ giữ căng cái xích này rồi, thì mình dễ dàng lắp đặt hơn, dễ dàng thao tác hơn. Rồi bây giờ mình lắp được cái máng nhá. Khi mình siết căng rồi ấy, thì cái nó sẽ nằm ở định vị tất cả ở một cái khuôn rồi, các bạn không phải lo nó không rơi được nữa. Khi bạn mình lắp cái báng này nhá, bạn kéo căng này, đó, kéo cái này ra này, hơi kéo ra lắp cho nó dễ này, ốp nó xuống này, cái này ốp vào đúng con ốc này. Rồi, ok, thế là xong. Cuối cùng là vặn con ốc đen này vào. Đấy, trượt đúng vào là xong. Nó có cạnh hết rồi, các bạn đưa vào khớp phát là xong luôn. Xong, ok, rất là lắp xong. Cái này là khi mình cưa ấy, là cái này nó sẽ chắn cái mạn cưa cho mình, nó không bị bay vào người. Rồi, nó chắn cái mạn cưa. Đó, pin này, mình bóp cò này không bóp được đâu, mình phải bóp kết hợp. Nhưng trước khi làm cái này, cái xích này mình đang căng ấy, bây giờ mình phải nới nó ra. Trong này nó có một con ốc nới xích này. Tại vì lúc nãy mình vặn quá chặt, mình vặn chặt để mình dễ thao tác. Bây giờ mình sẽ nới lại ra một tí để cho cưa nó, cái xích này nó non đi một tí, có biên độ dơ, đừng căng quá nó ghì máy. Đấy, các bạn hơi kéo này ra thì hơi trùng trùng, hơi là được. Rồi, ok, đây này, nó hơi tức là hơi xê dịch cái xích này là được. Đấy, thế là tôi đã lắp ráp hoàn chỉnh. Con này là con hàng hãng nhé, các bạn nhìn này. Đẹp luôn, đẹp như trong tranh. Azido dập nổi này, Azido dập này. 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 Tem mác QR code này. Con này hàng chính hãng Đài Loan. Pin này, Azido này. 21V 5 cell. Con này 5 cell chuẩn, hàng đẹp. Sạc pin này. Các bạn cắm sạc vào đây. Rồi. Đây, đã xong. Trước các bạn muốn chạy thì các bạn phải bấm đồng thời hai công tắc màu đỏ này thì máy nó mới chạy này. Đấy. Các bạn bấm xong rồi thì cái công tắc màu đỏ này không cần giữ, các bạn chỉ giữ cái mũi ở dưới này thôi. Đó, thế là xong. Cái này lắp đặt rất đơn giản, nếu các bạn nào có thể không biết lắp thì các bạn có thể liên hệ với số điện thoại hoặc là liên hệ với bên shop để bên shop sẽ hướng dẫn các bạn lắp đặt cực kỳ dễ. Con này thì các bạn cưa cây cưa cành với cái lưỡi này là lưỡi 4 inch ấy, thì các bạn sẽ cắt được các cái khoảng phi 80 đổ xuống. 4 inch thì nó sẽ vào 10 cm, đầu lưỡi nó sẽ vào 10 cm. Đây, khoảng cách từ đây đến đây nó sẽ là 10 cm, thì các bạn chỉ cắt được cái cây nó khoảng tầm đường kính 8 cm đổ xuống thôi.
Còn với cái mà 5 inch ấy, 6 inch ấy thì nó sẽ dài ra như này, thì các bạn sẽ cắt được cái cây to hơn. Các bạn lưu ý khi mua hàng ấy thì các bạn lựa chọn các cái đường kính lưỡi này cho nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video của chúng tôi nhé.